Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Mỗi ngày một câu chuyện của chị Mắt Kính. Hôm nay thì mình sẽ đọc một câu chuyện, mình sẽ đọc một bài thơ Lục Bát được mang tên Bầm ơi của nhà thơ Tố Hữu. Được sáng tác năm 1948 và bài thơ Một tiếng đờn được sáng tác ngày 20 tháng 2 1991 cũng là của nhà thơ Tố Hữu. Mình bắt đầu đọc. Bầm ơi, đầu tiên là mình sẽ đọc bài thơ Bầm ơi này. Bầm ơi, ai về thăm mẹ quê ta, chiều nay có đứa con xa nhớ thầm. Bầm ơi, có rét không bầm, heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn. Bầm ra ruộng cấy, bầm run. Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non. Mạ non bầm cấy mấy đon, ruột gan bầm lại thương con mấy lần. Mưa phùn ướt áo tứ thân, mưa bao nhiêu hạt thương bầm bấy nhiêu. Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều, thương con bầm chớ lo nhiều. Bầm nghe, con đi trăm núi ngàn khe, con chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng. Bầm, con đi đánh giặc 10 năm, chưa bằng khó nhọc đời bầm 60. Con ra tiền tuyến xa xôi, yêu bầm yêu nước cả đôi mẹ hiền. Nhớ thương con bầm yên tâm nhé. Bầm của con mẹ về quốc quân, con đi xa cũng như gần, anh em đồng chí quây quần là con. Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí, bầm quý con, bầm quý anh em. Bầm ơi, liền khúc ruột mềm, có con có mẹ còn thêm đồng bào. Con đi mỗi bước gian lao, xa bầm nhưng lại có nhiều, nhưng lại có bao nhiêu bầm. Bao bà cụ từ tâm như mẹ, yêu quý con như đẻ con ra. Cho con nào áo nào quà, quỷ con cho quỷ con sưởi, cho nhà con ngơi. Con đi con lớn lên rồi, chỉ thương bần ở nhà ngồi nhớ con. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, giặc tan con lại sớm hôm cùng bầm. Mẹ già tóc bạc hoa râm, chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con. Năm 1948. Mình vừa đọc xong câu chuyện Bầm ơi rồi. Tiếp theo mình sẽ đọc thêm câu chuyện Một tiếng đờn, nghĩa là một tiếng đàn ý các bạn. Một tiếng đờn. Mới bình minh đó đã hoàng hôn, đã mới bình minh đó đã hoàng hôn, đang nụ cười tươi lệ bỗng tuôn
Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy, khuấy động lòng ta biết mấy buồn. Ôi kiếp trăm năm được mấy ngày, trời xanh không gợn áng mây bay. Thủy chung son sắt nên tình bạn, êm ấm lòng ta mỗi phút giây. Còn đau khổ nào đau khổ hơn, trái tim luôn sát muối oán hờn. Còn đây một phút trong đêm lạnh, đầy ấm bên em một tiếng đờn. Ngày 20 tháng 2 năm 1991. Cả hai bài thơ này đều là của tác giả Tố Hữu, là nhà thơ Tố Hữu. Được viết về cái đầu tiên là bài thơ Bẩm ơi, được viết vào năm 1948. Nội dung của bài thơ này là kể về người con trai của người mẹ Việt Nam anh hùng đi chinh chiến 10 năm đi chinh chiến ở mặt trận. Còn mẹ già, bài thơ chính là lời nhắn gửi của chàng trai đi chinh chiến 10 năm trên mặt trận, gửi về cho muốn nói với mẹ của mình là ở bên miền trong ấy, người ta gọi là bầm, ở ngoài Bắc thì của mình thì gọi là mẹ này. Gửi về cho mẹ mình, viết lúc đang chinh chiến. Mình thì đi mặt trận để chinh chiến 10 năm, mẹ già đã ngoài 60 tuổi rồi. Nhưng mà mẹ già ở nhà 60 tuổi, ngoài 60 tuổi ở nhà, ở nhà làm ruộng cấy, nhưng cấy đúng vào mùa mưa rét, chân lội dưới bùn tay cấy mạ non, vừa cấy vừa làm việc này, thì bầm bầm lại thương con, vừa thương con vừa phải làm việc. Đấy, nội dung là như thế các bạn. Nội dung là trong buổi không có đứa con nhớ người mẹ nhớ thầm mày. Lúc đó thì người mẹ đang ở nhà, vừa làm lụng này, vừa cấy vừa nhớ người con rất tha thiết. Đấy. Nên muốn viết bài thơ này gửi cho người mẹ bảo ở nhà đừng lo lắng này. Muốn gửi cho người mẹ ở nhà không cần phải lo lắng nhiều cho người chiến sĩ ấy. Bởi vì lúc đi thì người chiến sĩ ấy thì ra ngoài mặt trận thì cũng có đồng chí yêu giúp đỡ này, yêu thương như anh em ruột thịt, và mẹ của các đồng chí đấy cũng coi anh như là người một nhà. Nên muốn nhắn gửi mẹ của mình là không phải không cần nhớ con quá, lúc nào mà giặc tan thì con lại trở về. Đấy, vậy là mình vừa đọc xong hai bài thơ Bầm ơi và Một tiếng đờn của nhà thơ Tố Hữu rồi các bạn ạ. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn tất cả các bạn ở các video sau của mình nhé.